John, Sarah, Shanti, Anitam. Recording in progress. See, Achan is here. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ อาจารย์ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ คุณสุจิน Không biết là cả nhà mình có ai có câu hỏi đặt ra không ạ? Chị Xuân có muốn hỏi về từ tránh không ạ? Từ cần là ai nhỉ? Chị Xuân Lan ạ. Chị Xuân Lan à? Ok. Thế thì em hỏi đi. Không biết chị đã có ở đây chưa? Em thấy có chị ở trong này rồi này. Không biết chị có năng lượng. Dạ, con kính chào Achan, con kính chào cả nhà. Chị nhớ Thanh Tâm đọc dùm chị và dịch dùm chị luôn Thanh Tâm ơi. Dạ. Samma Padana. So can we start now? Please. Oh, yeah. So we have a question from a friend. She wants to know about the four Samma Padana. How to understand about it so that we don't take it for ourselves. I cannot hear very well. The four samavayama. The question is about the question is about the samapadanas and how to understand them so that they are not taken for self. The right efforts, the four right efforts. Not to understand reality as ourselves, just want to understand that very, very particular one, like sammapatthana, sammavayama. What is it? But what is it now? Có hiểu tất cả các pháp là vô ngã hay chỉ muốn một pháp cụ thể và hiện giờ thì nó có ở đây không? Usually, Virya arises with almost every citta, but like now, to know that whether it is sammavayama or just virya or sammapatthana, there must be the difference between each level. Có tinh tấn sinh khởi với hầu hết các tâm, nhưng mà liệu ai biết được thì khi nào tinh tấn sinh khởi là tứ chánh cần, là chánh tinh tấn hay là tinh tấn bình thường, phải có sự khác biệt giữa những mức độ khác nhau đó. In the day, virya or cetasika or what you call are there almost with all cittas. So it's just that which is now, but no one knows that it is virya. Trong cuộc sống hàng ngày thì khi tâm sinh khởi luôn có tinh tấn, nhưng chẳng mấy người nhận ra là lúc đó đang có tinh tấn. So there is kusala virya, akusala virya, vipaka kriya, virya and kriya virya. Who knows now what kind it is? Có tinh tấn sinh khởi với cả bốn loại tâm, với tâm thiện, với tâm bất thiện, với tâm quả và với tâm duy tác. Ai biết được hiện giờ đang là loại tinh tấn nào? And life goes on with the cittas and cetasikas arising and falling away. But what is there? Virya or no virya cannot be known. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với tâm và các tâm sở sinh khởi và diệt đi, nhưng có
có tấn sinh khởi cùng với những tâm ấy không? Ai biết? That's why we learn to know about the Kusala Virya or Akusala Virya ordinarily in life. Vì vậy mà chúng ta học để biết về tinh tấn thiện và tinh tấn bất thiện, những thứ rất bình thường trong cuộc sống. But after hearing about the truth of it, there can be moment of trying to know what is it. But in truth, it cannot be known because it's just the moment of beginning to understand what is viriya or how many jitas arise with viriya. Khi ta mới học về sự thật về tinh tấn thì sẽ có thể có những lúc ta cố để muốn biết xem tinh tấn là gì lúc này, nó như thế nào lúc này. Tuy nhiên điều ấy là không thể, bởi vì ở cái giai đoạn này là ta mới bắt đầu biết được về tinh tấn, học để nghe nó sinh khởi với bao nhiêu loại tâm. And there are many levels of viriya. Even it is kusala or akusala. Có nhiều mức độ tinh tấn khác nhau, có thể là với thiện hoặc là với bất thiện. When it arises with akusala moments, it depends on how many moments it will arise again and again to do such and such. Kể cả khi nó sinh khởi với bất thiện thì cũng tùy thuộc là nó có sinh khởi lặp lại nữa, tiếp tục nhiều lần hay không để làm ra một cái việc bất thiện nào đó. But at moment of listening to the words of the teaching or reading about the word, it's different from viriya at moment of being ordinary kusala or akusala. Khi chúng ta nghe giáo lý hay là đọc sách về giáo lý thì lúc đó có tinh tấn, nhưng nó khác với những cái tinh tấn thiện ở trong đời thường hoặc là bình thường khác. That's why it's moment of viriya with right understanding of reality. Khi đó có tinh tấn sinh khởi cùng với hiểu biết đúng về thực tại. But now, when we are talking about viriya, it is only the kusala citta when there is the understanding a little more about viriya. Hiện giờ khi chúng ta đang nghe thì chỉ có tinh tấn là thiện ở khoảnh khắc có hiểu biết, hiểu đúng những gì được nói về tâm sở tinh tấn. Even the moment of beginning to understand a little more about viriya, it is different from viriya which know nothing about dharma at all. Kể cả khi mới bắt đầu biết thêm một chút về tinh tấn thì nó cũng khác với khi không hề biết chút nào về sự thật về tinh tấn cả. So it depends on the chittasikas which arises with viriya. Và nó cũng phụ thuộc vào những tâm sở mà sinh cùng với tinh tấn. Viriya with understanding of the teaching a little more is different from viriya which arises at moment of beginning to listen to the teaching. Và khi tinh tấn sinh khởi, lúc cái hiểu về giáo lý đã mạnh hơn, đã nhiều hơn thì cũng khác với tinh tấn khi mới nghe về giáo lý, mới hiểu về giáo lý. So we can say that viriya is different by the chetasikas which arise with it, whether it is what level of right understanding. Vì vậy, ta có thể nói rằng là tinh tấn cũng khác biệt tùy thuộc vào những tâm sở sinh cùng với nó, ví dụ như tâm sở trí tuệ ở mức độ nào. So Panya begins to understand life, daily life, as whether it's moment of being interested to understand more by way of reading or talking, considering. Và trí tuệ bắt đầu có thể hiểu được sự khác biệt khi mà có cái tinh tấn quan tâm đến giáo pháp. And when there's more understanding, which can condition moment of direct understanding of what is there, viriya is different.
from the beginning. Đọc và nghe và thảo luận về pháp, nhưng mà sau đó thì cũng bị hơi bị ngắt quãng do không rõ là chân nói câu gì. So, mà nó khác đi. Moment of understanding reality intellectually, Vidya is just that level. Khi tinh tấn ở mức độ hiểu tư duy thì nó cũng tương ứng với cái mức độ đó. But at moment of the direct awareness with understanding of that object, is Vidya is more than Mokusala, then it is only intellectual Vidya. Và khi tinh tấn sinh khởi với tâm có chánh niệm cùng kinh nghiệm trực tiếp đối tượng, thì lúc đó tinh tấn ở một cái mức độ cao hơn. And who knows the moment when Vidya, which arises in the direct awareness with understanding, is the beginning of developing understanding of that object little by little. Và ai biết được rằng là khi mà tinh tấn sinh khởi cùng với tâm mà thay biết một cách trực tiếp đối tượng thì lúc đó là tinh tấn, là đó là sự phát triển hiểu biết đang khởi đầu. At moment of Vidya, which arises with sati, being aware of an object, even we don't use any word at all, but it's different, isn't it? Khi mà tinh tấn sinh khởi cùng với chánh niệm hay biết trực tiếp về đối tượng dù chúng ta không dùng một từ nào cả, nhưng mà nó khác biệt, có phải không? And who knows that moment of Vidya is much different from the worldly Vidya, which is only Kusala and Akusala in daily life without understanding. Và ai biết được rằng tinh tấn đó thì khác tinh tấn sinh khởi đường trong cuộc sống, lúc thì là thiện, lúc là bất thiện, nhưng mà không đi kèm với hiểu biết đúng. So, what word is used for it? Và người ta sử dụng từ nào cho loại tinh tấn ấy? When there is the understanding of Vidya, when we read about Vidya as Sammapatthana or Sammasati and so on, we know that it has to be with right understanding of truth or the way to develop to understand the truth of it. Khi nghe đến những cái cụm từ như là tứ chánh cần hay là chánh tinh tấn, thì khi đó ta cần phải hiểu là đó là loại tinh tấn mà sinh khởi cùng với cái con đường phát triển biết. For example, right now, who knows that Vidya right now can be conditioned for more understanding of that which is there when there is direct awareness? Và ai chẳng hạn như là hiện giờ ai biết được tinh tấn ngay bây giờ chính là duyên để cho tinh tấn sinh khởi khi có chánh niệm hay biết một đối tượng một cách trực tiếp. So when Vidya arises with Satipatthana and right understanding, what would we use? Khi mà chánh niệm mà sinh cùng với tứ niệm xứ thì lúc đó ta dùng từ nào? But right understanding knows that it's different from the moment when it cannot understand what is Sammasati or what is the object of the direct awareness right then. Trí tuệ thì biết là nó khác với cái khoảnh khắc mà chưa có chánh niệm hay là chưa có cái đối tượng được kinh nghiệm một cách trực tiếp tại thời điểm ấy. And when there is the ordinary in life, the moment of Kusala, Vidya there is just be Kusala, not with Akusala, that's all, but it's just ordinary Kusala, Dana and Sila and so on, with Apanya. Ở những khoảnh khắc thiện pháp,
trong đời sống, ví dụ như khoảnh khắc của bố thí hay là giữ giới. Khi đó tâm là thiện và cũng có tinh tấn là thiện sinh khởi cùng với những tâm ấy. Nhưng mà nó khác với loại tinh tấn mà sinh cùng với hiểu biết, đặc biệt là ở mức độ kinh nghiệm trực tiếp. Virya which arises with common kusala is not that which performs the function of sammapadana. Loại chánh niệm mà sinh khởi cùng với những cái tâm thiện thông thường thì nó không đảm nhận chức năng giống như là chức năng của tinh tấn mà sinh cùng sinh ở cái mức độ được gọi là tứ chánh cần. And what is the benefit of understanding the different levels of virya? Và cái lợi ích của việc hiểu những mức độ khác nhau của tinh tấn là gì? It is conditioned to understand the benefit of right understanding that they really can perform the function differently with different level of right understanding. Cái lợi ích là để hiểu được là tinh tấn đảm nhận những chức năng khác nhau khi nó sinh khởi với những mức độ hiểu biết khác nhau. Can it be known in a day? Điều ấy có thể biết trong ngày của chúng ta không? Akusla viriya, kusla viriya, and kusla with the understanding of the truth at level of intellectual understanding, and viriya when it's there with sammasati, which begins to develop the understanding of the truth of that object directly. Tinh tấn sinh khởi với những cái khoảnh khắc thông thường trong cuộc sống hay là tinh tấn sinh khởi cùng với hiểu biết ở mức độ tư duy hay tinh tấn sinh khởi cùng với chánh niệm và trí tuệ kinh nghiệm trực tiếp thực tại. The kusala moment of the kusala moment with viriya is so ordinary, but that which arises with right understanding, it prevents a kusala which hasn't arisen yet, and that which is now appearing and so on, the four functions of sammapadana. Những cái tinh tấn sinh khởi với thiện pháp thông thường thì không có chức năng như khi tinh tấn sinh khởi cùng với kinh nghiệm trực tiếp, bởi vì khi ấy nó ngăn ngừa những bất thiện pháp chưa sinh khởi sẽ sinh khởi, hay là tăng trưởng cái thiện pháp chưa sinh sẽ phát sinh, hay là khiến cho thiện pháp mà đã sinh rồi thì không sinh, bất thiện pháp sinh rồi không sinh trở lại, hay là thiện pháp mà chưa sinh thì sẽ phát sinh. And when there is the understanding of satipatthana, panya, right understanding with virya, prevent all kinds of akusala. Và khi có cái hiểu, khi có tứ niệm xứ hay là kinh nghiệm trực tiếp, tức là ở mức độ của tứ niệm xứ, thì khi đó tinh tấn có chức năng ngăn ngừa mọi loại bất thiện pháp. Is this enough to understand different levels of Priya? Như vậy ta đã nghe đủ để hiểu về những cái sự khác biệt giữa các mức độ khác nhau của tinh tấn chưa? When it arises with panya, it prevents the moment of wrong understanding and wrong path. Khi nó sinh khởi cùng với trí tuệ thì nó ngăn ngừa cái loại tinh tấn mà sinh cùng với phi đạo và chính tà kiến. It is the courageous patient to follow the right path slowly, very, very slowly, but it can be the right one, which understand what is there now. Nó có thể làm duy cho cái sự sinh khởi của cái sự theo đuổi, cái sự sinh khởi của tham nhẫn, theo đuổi con đường đúng đắn một cách từ từ, chậm rãi và rất cần mất rất nhiều thời gian. Is there any question about viriya? Có cái còn thắc mắc nào về tinh tấn nữa không?
No one there. So Virya has to be strong enough not to try to do anything which is wrong way, wrong path. Không có con người nào ở đó. Vì vậy, nên là không cần phải cố để làm gì cả. Bởi vì khi cố tình làm một cái gì đó thì lúc đó lại trở thành con đường sai, con đường phi đạo. Ask Tantam, is there any self that can make any effort now at all, no matter what we call it? And the Sarah muốn hỏi chị Xuân Lan một chút. Thế thì liệu có một cái tự ngã nào đấy có thể cố gắng được cái sự tinh tấn hay không? Ngay cả khi mà mình không nói với tinh tấn. Dạ, dạ không cô Sarah. Dạ không ạ. No, Sarah. Thank you. Sorry, Tantam is just translating. And can you hear me? Yes. So the point is that if there is understanding now that the virya now that arises with almost every citta cannot be made to arise, no matter it's kusala or akusala virya, no matter what virya it is, no one can make it arise, no one can stop it arising. And there can be the understanding that any virya like this has to arise by conditions. Nếu như có cái hiểu rằng tinh tấn cũng là một tâm sở, nó sinh khởi với tất cả các tâm, nó sinh khởi với rất nhiều loại tâm, nó có thể là sinh khởi với tâm thiện hoặc tâm bất thiện, và nó cũng sinh khởi và rồi diệt đi. Và nếu mà hiểu như vậy thì cũng sẽ hiểu rằng cái khoảnh khắc đấy nó cũng sẽ giống như bây giờ, cũng có tinh tấn sinh khởi cùng với các tâm. For example, if there is a moment of attachment now, akusala virya is there. No one chose to have that akusala virya. No one made it arise and no one can stop it from arising. But it arises at that moment, at this moment, with attachment by conditions, not by anyone's will at all. Tinh tấn có thể sinh khởi cùng với tham, và khi ấy thì nó là bất thiện và không ai khiến cho nó sinh khởi, hay cũng như không ai có thể khiến ngăn chặn không cho nó sinh khởi được. Cũng giống như bây giờ có thể là có tinh tấn sinh khởi và không ai có thể ngăn chặn hay là có thể khiến cho điều đó xảy ra, thì mọi thứ nó tinh tấn nó đều sinh khởi là do duyên riêng của nó. And it's the same at a moment of understanding now. If there is a moment of understanding, kusala virya is there at that moment, but no one made the virya arise. No one chose to have it. No one could stop it arising at this very moment of understanding, at this moment of wise reflection. Hoặc cũng tương tự, nếu như ở khoảnh khắc này mà có cái hiểu sinh khởi, thì cũng có thì tâm là thiện. Lúc ấy thì tinh tấn cũng có thể sinh kèm với tâm thiện, và không có ai khiến cho về cái sinh khởi cũng như khiến cho nó cái sinh khởi hay là ngăn được nó. Nó sinh khởi bởi duyên riêng của nó. So it's just the same if the akusala is very strong, if the attachment is so strong that it conditions some bad deed, then the virya, the akusala virya is very strong at that moment too. And no one tried to make it strong akusala virya, but it arose by conditions at the moment of stealing, for example, or speaking with strong attachment. Akusala virya is there by conditions, not belonging to anyone. Và vì tinh tấn nó cũng sinh khởi cùng với cả tham lúc mà nó sinh khởi, cho nên là cái cường độ của tham hay cái mức độ của tham như thế nào thì là tinh mức độ tương là tinh tấn lúc ấy nó cũng tương ứng đối với tâm tham. Vậy nếu như mà tham rất mạnh mà ở mức mà dẫn đến việc là trộm cắp hay lấy đồ hay thì lúc ấy tinh tấn rất mạnh giống như vậy, nhưng mà cũng phải hiểu rằng là cái khoảnh khắc ấy nó cũng là sinh khởi bởi duyên riêng của nó, không ai có thể khiến cho nó sinh khởi hay là ngăn trở cái việc đấy sinh khởi được cả. And what about when the understanding develops on and on until it directly understands what appears now, when it is the development of satipatthana, the virya,
the kusala virya with understanding must be much stronger than the ordinary kusala virya now, again, arising by conditions at those moments of right understanding. Nhưng nếu như khi mà hiểu biết có thể được phát triển và tích lũy trong bồi một cách dần dần, để một lúc nào đấy thì có thể dẫn đến cái hiểu trực tiếp và cả ở những cái mức độ hiểu chánh niệm sinh khởi cùng với trí tuệ của Satipatthana, thì ở những khoảnh khắc tinh tấn cũng là mạnh. Nhưng mà cũng vẫn cần phải hiểu rằng là điều thì nó cũng đều là sinh khởi do duyên, tùy vào cái duyên lúc đấy là gì mà nó có tinh tấn là thiện hay là bất thiện. Mọi thứ đều là do duyên, không ai có thể kiểm soát được việc đó. And at those moments of right understanding, no akusala can arise. It is avoided at those moments by conditions, not by anyone making an effort to avoid it. But naturally, when there is understanding, no akusala can arise at that time at all. Và ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì khoảnh khắc ấy tâm là thiện, thì những khoảnh khắc ấy thì tâm bất thiện không thể sinh khởi, thì cả tinh tấn cũng không thể sinh khởi. Nhưng mà cần phải hiểu một điều rằng nó là sinh khởi do duyên riêng của nó, không phải bởi ý muốn của một ai có thể muốn nó sinh khởi hay là muốn nó không sinh khởi là được. And any kusala has arisen, has to have fallen away that understanding to arise. In this sense, it's overcome, no more arising at those moments of understanding. Sorry, what do you mean by that? So the akusala that is arising now, when there is understanding of that akusala, it has fallen away already. As soon as there is understanding, the akusala has gone. Tuy nhiên thì ngay sau khi mà tâm bất thiện diệt đi thì cũng có thể có cái hiểu sinh khởi để hiểu về cái tâm bất thiện sinh khởi ở trước đó. Và cái tâm bất thiện lúc trước ấy nó phải diệt đi để cho cái hiểu sau đấy có thể sinh khởi được. Again, it's not because a self is making an effort to stop having akusala, but naturally at the moments of understanding, even if it's understanding strong akusala, even if it's understanding anger, for example, the anger has fallen away at those moments when understanding arises. The right effort is there at those moments together with the understanding. Tuy nhiên cũng cần phải hiểu rằng là nếu mà có cái hiểu hay sinh khởi ở sau đấy thì cũng là bởi vì duyên riêng của nó và nó được phát triển một cách từ từ, chứ không phải bởi việc là ai đó có thể ngăn chặn cho tâm bất thiện trước đó sinh khởi. Và ngay cả cái hiểu rằng là cái tâm bất thiện sinh khởi trước đó ở mức độ rất là mạnh hay là tâm sân rất mạnh vân vân thì nó vẫn là cái hiểu và nó có chánh tinh tấn sinh kèm ở đó, ở cái khoảnh khắc của cái hiểu đúng, nhưng vẫn cần phải hiểu rằng là nó sinh khởi là bởi duyên của nó chứ không phải bởi một tự ngã nào có thể khiến cho nó sinh khởi. Like now, even when there's just a little understanding, when there's a right considering of realities, it is not the theory that is samapatthana, because it's not that be. But even at the moment when there is understanding, there is no akusala at those moments. No one making an effort to stop having akusala, but it is the way that when there is understanding, no akusala can arise. Ở khoảnh khắc này, nếu như có một cái hiểu chút ít, có một cái hiểu nào đấy, dù chỉ là về mặt lý thuyết, về các cái thực tại hay về bản chất của các pháp là gì, thì ở khoảnh khắc ấy tâm là thiện thì cũng có chánh tinh tấn sinh khởi. Nó có thể không ở mức độ của từ chánh cần, nhưng mà nó cũng là tâm thiện, và ở khoảnh khắc của tâm thiện sinh khởi thì không thể có tâm bất thiện sinh khởi. Tuy nhiên thì lại một lần nữa vẫn cần phải hiểu rằng nó sinh khởi là bởi duyên riêng của nó, chứ không phải là bởi một ai đó có thể khiến cho nó sinh khởi được. And when there is right understanding, even a little now, the kusala via conditions the arising of kusala that to follow conditions more kusala in life. So when it's the direct understanding with the strong right effort, the samapadana, it conditions kusala to arise more and more in life.
Và nếu như bây giờ có hiểu ít một chút dù chỉ là rất là nhỏ nhoi thôi thì nó cũng là những cái khoảnh khắc thiện, thì nó ở khoảnh khắc ấy thì nó cũng có tránh tinh tấn. Và tránh tinh tấn thì nó sẽ làm duyên cho những chuyện sinh khởi nhiều hơn trong tương lai, và đến một lúc nào đấy khi mà các hiểu biết được tích lũy ở mức độ hiểu biết về mặt kinh nghiệm trực tiếp thì nó sẽ càng làm duyên nhiều hơn nữa cho những chuyện khác trong cuộc sống. And the fourth samapadana, which refers to the maintaining of kusalas which have already arisen. So the kusala that has risen in life continues to develop rather than to decline because of the degree of understanding and the sama virya, the right effort that arises together with that understanding. Và ở trong từ chánh cần thì có một vai trò của nó là giúp duy trì những cái thiện pháp đã sinh khởi được tăng trưởng. Thì chính vì thế thiện pháp hay làm từ tránh tinh tấn thì nó sẽ làm duyên cho thiện pháp nữa để thiên sĩ được tăng trưởng nhiều hơn. Tránh tinh tấn thì nó sẽ sinh khởi cùng với cả trí tuệ. So as Ajahn said, just as there are degrees of understanding, so there are degrees of kusala virya, there are degrees of all the kusala factors that develop with right understanding. Chị Tâm nói em thế này. Như là Ajahn đã nói thì có những cái mức độ của hiểu biết khác nhau, thì cũng có những cái mức độ của tinh tấn khác nhau sinh khởi với tương ứng với những cái mức độ đó. So it all comes back to this moment. If there is understanding now that any virya, any effort is just a dharma, not my effort, not anyone's effort, no effort that anyone can make arise, then one can appreciate that however great or small the virya, no matter whether it's kusala or akusala, it cannot belong to a self. No one can ever make any virya arise. No one can try to do anything because there is no one to try. Như vậy thì là phải quay trở về cái khoảnh khắc hiện giờ, thì có tinh tấn hay không cũng cần phải hiểu rằng tinh tấn nó cũng chỉ là một pháp sinh khởi do duyên, nó không phải là của tôi hay nó cũng không phải là một ai cả. Và khi hiểu được điều ấy thì sẽ càng trân trọng hơn những cái khoảnh khắc một cái hiểu, bởi vì cho dù là tâm sinh khởi là thiện hay là bất thiện thì bản thân tâm lúc đấy nó cũng chỉ là các cái pháp sinh khởi và rồi diệt đi, nó cũng không phải là ai cả, cũng không thuộc về ai, cũng không ai khiến cho nó có thể sinh khởi hay là ngăn trở được nó sinh khởi. And when we read what the Buddha says in suttas about the four kinds of right effort, we may at first think that he's suggesting that right effort is something like conventional effort, but directed towards having kusala instead of a good. Khi mà chúng ta đọc trong thiền về bốn cái loại tránh tinh, cái loại tránh tinh tấn hay là tứ tránh cần, thì ta có thể có cảm giác rằng là Đức Phật đang nói về một cái sự nỗ lực trong nghĩa chế định thông thường về việc cố gắng hướng tới khiến cho làm cho thiện pháp sinh khởi thay cho bất thiện pháp. Actually, he's describing the person who has already developed right effort to a high degree. Nhưng thực chất thì ở đây là Đức Phật đang mô tả một con người đã phát triển tránh tinh tấn tới một mức độ cao. Because for the ordinary person, any trying to have something, even if it's something that is kusala, even if it's kusala is the aim, even if it's understanding is the aim, but trying to have it is not the same as the moment of actual kusala. It, under the conventional idea, the trying precedes
and the result follows later. Bởi vì đối với cả một người bình thường thì khi người ấy đang nghĩ đến việc cố gắng có được một cái đạt tới một cái mục tiêu, và kể cả khi mục tiêu đó là thiện pháp, thì bản thân cái sự cố đạt tới cái mục tiêu mà người ấy cho là thiện theo trong cái ý niệm của người ấy đi nữa, thì nó cũng không phải là cùng là một với cái khoảnh khắc của thiện pháp. But as we know, and as Ajahn and Sarah have mentioned, kusala virya only occurs when it arises in with kusala citta. Như là Ajahn cũng như Kusala đã nhấn mạnh, thì cái loại tinh tấn mà sinh là thiện nó chỉ sinh khởi khi mà cái đi cùng với cả cái tâm là thiện. So there's no such thing as kusala trying as such. Vì vậy nên là không có một cái loại nỗ lực mà bản thân tự nó là nỗ lực đã là thiện rồi. And when we read in the description of the four samuppadanas about the bhikkhu who generates desire and makes effort for the arising of unarisen kusala, it's a reference to the desire, which is chanda, and the effort, which is virya, that arises together with moments of kusala citta. Và khi chúng ta đọc trong bài kinh, không rõ là ông đang nói đến bài kinh nào, chắc là bài kinh Tứ Điểm Xứ, về vị tỳ kheo có dục rồi có sự tinh tấn với có sự dục và tinh tấn để có thiện pháp, gọi là hiểu, thì khi đó là đang nói đến cái loại dục và tinh tấn nó là thiện. So to answer your question, how do we understand the teaching on Samuppadana so that it's not taken to self? I think the answer is we have to look beyond the superficial reading of the sutta and consider the meaning of each word and the context, the meaning of everything else from the teachings. Vì vậy để trả lời cho hỏi của chị Lan về việc là làm như thế nào để hiểu về tứ chánh cần để không coi nó là tự ngã, thì câu trả lời là không nên nhìn vào cái tức là không nên đọc kinh theo một cách hời hợt, mà ta cần phải tìm hiểu nó theo một cái ý nghĩa sâu sắc hơn và dựa vào những tất cả những cái kiến thức tổng hợp và những cái nền tảng mà có trong giáo lý về các pháp. And this is also consistent with our experience in life, because we know that kusala can and does arise in daily life spontaneously without us deciding to be nice or to have kusala or to do something good or to give something to someone. Và điều này ta có thể thấy khá là thống nhất với cuộc sống thực tế của chúng ta, bởi vì trên thực tế thì có những khoảnh khắc của thiện sinh khởi trong cuộc sống, ví dụ như ta sẵn sàng giúp đỡ hay sẵn sàng cho đi, và khi ấy thì có thiện pháp sinh khởi một cách rất là tự nhiên, mà không cần phải có một cái sự quyết định là bây giờ mình sẽ tử tế hay là bây giờ mình sẽ cho đi hay bây giờ mình sẽ giúp đỡ. So kindly or polite speech or helpful deeds or wholesome thoughts wishing other people well can arise naturally without any apparent effort on our part. But yet those are moments when the samuppadanas are there. Những cái pháp của có lời nó rất là từ ái, hay là giúp đỡ người khác, hay là có những cái suy nghĩ mong muốn
điều tốt đẹp cho người khác thì có thể sinh khởi một cách rất tự nhiên và không cần phải có một cái without. Can you say again the last part because I yes the at such moments right effort, that is kusala effort, is present at moments of such spontaneous kusala in the day. Những khoảnh những cái thời điểm ấy thì có tránh tinh tấn có mặt ở trong những cái sự gọi là tự nhiên điện pháp sinh khởi một cách tự nhiên trong ngày như vậy. Yes. Because Ajahn mentioned the four right efforts, because the word samavayama refers to the right effort in the Noble Eightfold Path, and then we also have the four samapadana referring to the mentioned in the 37 Bodhicitta Dhamma. Bodhicitta Dhammas, yes. Right. So what is the difference between the two? Or they're the same. I thought it's the same, but would it be helpful that you explain more? Vừa rồi con có hỏi là bởi vì cũng thấy trong phần vừa rồi Ajahn có trình bày thì có nói đến cả chánh tinh tấn và nói đến tứ chánh cần. Trong bối cảnh của bát chánh thì chánh tinh tấn tiếng Pali là Samavaya, và trong cái 37 phẩm trợ đạo thì tứ chánh cần là Samapadana. Vậy thì chúng có khác từ nhau không hay là chúng là một? Well, I understood the question to be about right effort. Not necessarily as a path factor, because obviously at moments of path factor that is requires panya, insight, or panya of reality. But I understood the question to be about right effort generally. So that was the context of my answer. Cái câu hỏi mà ông đã nghĩ là được đặt ra đó là về tránh tinh tấn ở một cách chung chung thôi. Cho nên là ông trả lời như vậy. Bởi vì khi mà nói đến tránh tinh tấn trong cảnh của bát chánh đạo thì bắt buộc phải sinh cùng trí. Vậy thì khi đưa ra câu trả lời như vậy, ông với cái loại tránh tinh tấn theo nghĩa là nó sinh khởi cùng với tâm thiện. I think we can say that at any moment of kusala, the virya is kusala. It is right because it's not wrong. But usually when we read about samavayama, it's referring to the path factor. So only at moments of satipatthana, direct understanding, can it be said to be the path factor. Before that, it's like the pre path factor, the condition for the development of the path factors. Tôi nghĩ là ở những cái khoảnh khắc của tâm thiện thì ở những khoảnh khắc đó tinh tấn cũng là thiện thì nó là chánh tinh tấn. Tuy nhiên khi mà đến samavayama thì được rằng là lúc đấy là tinh tấn dưới góc độ là của cái hiểu trực tiếp, khi mà nó là một yếu tố của con đường chánh đạo. Nó là cái hỗ trợ cho con đường đạo. And likewise, when referring to the samapadanas, this is specifically referring to the four right efforts that develop with satipatthana, one at a time or at moments of enlightenment, or four together, for example. Còn khi mà nói đến năm từ chánh cần với từ là Samapadana thì lúc đấy là nó đến từ chánh cần nói chung được phát triển cùng với cả Satipatthana, nó có thể sinh khởi một hoặc là sinh khởi cùng với nhau. So now at moments of kindness or generosity or right understanding intellectually, we can say the theory arising at those moments right because it's not akusala.
actually it's like the condition for samavayama to develop, condition for the samapadanas to develop, but it's not yet the power factor because it's not yet the direct understanding of the realities appearing. À, ở những cái khoảnh khắc của tâm thiện như là khoảnh khắc của tâm từ hay là có sự rộng lượng bố thí hay là ở những cái khoảnh khắc mà có hiểu biết về mặt lý thuyết thì những khoảnh khắc ấy tâm là thiện thì tinh tấn cũng là thiện, nó là tránh tinh tấn. Tuy nhiên thì tránh tinh tấn lúc ấy nó cũng chỉ là những cái yếu tố để làm duyên cho Samavayama hay là Samapadana có thể được sinh khởi ở trong tương lai. Nó bởi vì nó không phải là cái yếu tố mà có thể giúp nó không phải là cái mà sinh khởi cùng với hiểu biết về mặt không kinh nghiệm trực tiếp, nên là nó không phải là tinh tấn của con đường đạo. But again, we can get lost in the words and the details and the terms. But what about the understanding now? What about the virya now? Is there any understanding of virya as a dharma, as not self at this moment? À, cẩn thận không thì chúng ta lại bị lạc vào thế giới của ngôn từ, với thế giới của cái sự việc tìm hiểu, hiểu biết, muốn tìm hiểu xem là virya, tinh tấn là gì, mà quên đi về cái khoảnh khắc hiện tại, có cái hiểu rằng tinh tấn, virya nó cũng chỉ là một pháp sinh khởi do duyên không? Because if there is the beginning of understanding of its nature, it doesn't matter what it's called. Because at that moment, it's just the characteristic of the reality which begins to be known a little bit, such as when there is strong akusala effort or strong kusala effort. At those moments, the characteristic can be known a little bit, but as just a dharma, not belonging to anyone. À, bởi vì khởi đầu của con hiểu thì vẫn luôn luôn phải là ở hiện giờ về cái đặc tính, cái tính chất của virya là gì để hiểu rằng nó cũng chỉ là một pháp sinh khởi do duyên, cho dù nó là có pháp sinh khởi với thiện hay là bất thiện thì nó vẫn chỉ là một pháp mà thôi. Let's ask Miss Lan, who I think brought up the questions, if she has any comments or any further points to mention. À, không biết chị Lan là người đặt ra câu hỏi, thì chị Lan có thắc mắc gì hay là có cần bình luận gì thêm về điều này không ạ? Con có ạ. Alo. Hello, little Hang. Yes. About for Arakha Gochara. Aragochara, when Panya, the level of Aragochara, it can prevent from Akusala. Although it is not the level of Satipatthana, direct understanding, but it can prevent from Akusala. And at that level, the one life can change from more kusala than akusala, less clinging, less akusala than before. But and we talk about samapadana and the virya at that time can prevent from akusala. So I'm confused. Do you understand my question? I understand your question. So before, when we've spoken about akha, which means protection, so even when the understanding begins to develop firmer and firmer and there's more and more confidence in what is true and right, it becomes established and it protects from akusala at those times, not by clinging or expectation, but naturally. Chị An Huy có thể nói tiếng Việt được không ạ? Nếu mà chị hiểu thì chị dịch luôn Sara đúng không ạ? Em không dịch lại giùm mình đi, nãy mình không tập trung nghe. Còn hỏi là tự vì ở cái mức độ mà của Arakha Gochara thì mặc dù trí chưa có đạt đến mức mà
kinh nghiệm trực tiếp của Satipatthana, nhưng mà khi đó khi trí ở mức độ đó nó có thể kêu bằng ngăn ngừa bất thiện, thì khi đó cuộc sống của cái người đó sẽ có sự thay đổi thiện nhiều hơn là bất thiện. Cái thói quen sống của họ thay đổi rất là nhiều, thì mặc dù trí chưa ở mức độ kinh nghiệm trực tiếp thì con cảm thấy bối rối, không biết là nó cũng có vẻ nó hơi na ná, nó hơi giống giống ở cái mức độ của tứ chánh cần, mặc dù trí ở hai mức độ đó hoàn toàn khác nhau. Thì chị tâm dịch giùm mình đi, nãy mình không có tập trung. In particular, câu hỏi đâm ra là em không chị tâm dịch được. Ok, để chị dịch. Thì bà muốn nói một chút về cái Araka, thì chúng ta biết cái từ đó là phòng hộ, và cái từ là Araka Kuchara là một cái hành xứ là phòng hộ, thì chúng ta cũng đã được nghe trong một số buổi pháp đàm. Thì khi mà có cái sự hiểu biết, niềm tin ở nơi sự thật tăng trưởng, thì khi ấy cái sự hiểu biết đó nó sẽ bảo vệ khỏi bất thiện. Thì đại ý cái câu trả lời của Sarah là như vậy. What we can say is the more the understanding develops, the firmer the understanding, the more it protects from wrong view and following the wrong path in particular. Một cách khác thì ta cũng có thể nói rằng khi mà trí tuệ càng được phát triển thì trí tuệ sẽ là cái mà có thể bảo vệ khỏi các pháp bất thiện. But it's when it's not đi những con đường sai. But it's not as firm as when it's the direct understanding of realities, and when it's the direct understanding moments of Satipatthana, it's not as firm as when it's the clear understanding Vipassana Jnana. And even then, wrong understanding can arise. So even that is not as firm and clear as when it is the first stage of enlightenment. So the understanding has to develop on and on and on. And the more it develops, the greater the protection. Thì em hiểu thì là Sarah nói là bản thân, nhưng mà cái việc phát triển hiểu biết đấy nó cũng sẽ tùy thuộc vào những cái mức độ của nó, bởi vì nếu mà chỉ đơn thuần hiểu ở mặt lý thuyết thì nó cũng sẽ chưa đủ mạnh bằng những cái khoảnh khắc mà hiểu mà khoảnh khắc của sự kinh nghiệm trực tiếp. Nhưng mà những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp thì nó cũng chưa, trí tuệ lúc đấy nó cũng không đủ mạnh bằng những cái khoảnh khắc mà trí tuệ sinh khởi cùng với cả Satipatthana, và hơn nữa là những cái khoảnh khắc của trí tuệ Vipassana. Vì ở những mức độ hiểu biết cao thì trí tuệ nó càng được phát triển hơn, và như vậy thì là trí tuệ nó cũng cần phải được phát triển một cách liên tục và đều đặn. Let's let Jan add more on these points. Chắc là A Trang cũng muốn nói thêm về điều này. About Viriya. About Little Hung's question was about the Araka Gochara and the protection from Akusala as compared to the protection from Akusala when referring to the Samapadanas. I think that was the main point. Is that right, Little Hung? Yes, Sarah. Okay, we are now mixing everything. So how can there be the understanding if we don't talk just about one reality at a time? When they are all mixed up, it's impossible. But when we talk about just one, we can understand better and better. So shall giờ chúng ta lẫn lộn nhiều thứ với nhau. Chính vì chúng ta chỉ nên nói một thứ một thời điểm mà thôi. Khi chúng ta nói về từng thứ một thì ta sẽ hiểu rõ về nó, và ta sẽ không bị lẫn lộn giữa những cái khía cạnh hay là những thứ khác nhau. Just one word or one reality, please. What would you like to understand? Thì chỉ một từ thôi, một thực tại thôi. Bạn muốn hiểu cái thực tại nào? Bởi vì thực ra khi nói đến Araka là lúc Araka Kuchara, lúc đó là đang thiên về nói về cái hành xứ là phòng hộ á, nên là đúng là nó rất là khác với cả khi đang nói đến cái khía cạnh kia.
Thế An Huy có câu trả lời cho câu hỏi của Acha không? Cũng không rõ phải trả lời sao nữa. Em chỉ biết là yes, Acha, I know that when Panya at the level of Arakha Gujara is less lower than Panya at the level of Sammapadana. But they are same prevent from akusala. But after Sarah's explanation that So now you talk about Panya or Aramana. Bây giờ bạn đang nói về trí tuệ à? So because of Viriya, it must accompany to Panya. So now we talk about level. Viriya. Sorry, Acham, can you say again? So now we'll talk about Viriya. Just one reality at a time. There are so many details and aspects, different one aspects. Có rất là nhiều những cái chi tiết và những cái khía cạnh khác nhau của mỗi một thực tại một. And to understand reality clearer and clearer, we have to begin from the beginning. What is it? Until it develops on and on, from moment to moment, differently. Và để hiểu về từng thứ một cách rõ ràng thì ta lại phải quay về ban đầu để xem nó là gì và được nó được phát triển tiếp tục như thế nào, khác biệt như thế nào. Okay, Jan. So Viriya at the level of Arakkha Gochara and Viriya at the level of Sammapadana. So we'll talk about Viriya, right? Because usually Viriya arises in a day, almost every moment. Chúng ta đang nói về tinh tấn phải không? Bởi vì thông thường thì tinh tấn sinh khởi trong ngày ở mỗi khoảnh khắc tâm. Even that is not known at all. We just learn about it, but not understand the truth of it when it's there, when it does not appear. Và chúng ta thường là không, chúng ta không không nhận ra nó, chúng ta không biết về nó, về cái sự thật về nó khi mà nó xuất hiện. When we try to do something, now we know that it's a reality. And the character of that moment, the reality which rise, is what Buddha said, Viriya. Và bây giờ thì ta đã biết rằng đó một thực tại và cái thực tại có thể hiện khoảnh khắc có một sự nỗ lực thì Đức Phật gọi đó là Viriya, tinh tấn. But who can know that even the moment of just picking up something that is Viriya already? Nhưng có ai biết được rằng kể cả khi ta cầm một thứ lên thôi thì khi đó đã có tinh tấn rồi. So it's so subtle to understand the truth of what is there without Viriya and what is there with Viriya. Vì vậy rất là vi tế để có thể hiểu được sự thật khi có tinh tấn đang có mặt và khi tinh tấn không có mặt. Because Viriya arises with Kusala Citta, Akusala Citta, Vipaka Citta, Kriya Citta. Bởi vì tinh tấn thì sinh khởi cả với tâm quả, với tâm vi tác, với tâm thiện và tâm bất thiện. And I think that no one has the understanding of Viriya in daily life. Và tôi nghĩ rằng là không ai đã hiểu rõ về tinh tấn ở trong những cái khoảnh khắc của đời thường. Now we don't talk about akusala viriya, we talk about the kusala viriya. Bây giờ thì ta không nói về những cái tinh tấn ở khoảnh khắc bất thiện mà ta sẽ nói về loại tinh tấn thiện. In the day, who knows what moment is kusala viriya?
Và ai biết được là ở trong ngày thì khoảnh khắc nào là tinh tấn thiện. But we learn to understand more about viriya, that even the viriya which arises with kusala is different levels. Nhưng mà chúng ta học để biết là cái tinh tấn mà sinh viên thiện thì nó cũng ở mức độ khác nhau. Viriya at moment of dana, sila, or seeing dhamma, hearing, considering dhamma is different. Because without understanding the truth or what is there now, it's not the viriya which is just ordinary kusala. I missed the last part, the sound I didn't hear. In daily life, we can understand the different levels of viriya, which is kusala. Trong cái cuộc sống hàng ngày thì ta có thể biết được những cái mức độ tinh tấn khác nhau với những mức độ thiện pháp khác nhau. For example, right now we are talking about Dhamma and we have interest to understand more about it. Hiện giờ thì ta đang nói về pháp, đang có cái mối quan tâm để hiểu thêm về nó. Even so, at moment of understanding it, it's not the moment of considering it before understanding. Và cái kể cả như vậy thì cũng có sự khác biệt giữa khoảnh khắc hiểu về cái thực tại đó và cái khoảnh khắc suy xét để hiểu thực tại đó. So we understand now that that level is not the level of Sammapadana or Sammaviriya in the Eightfold Path. Và như vậy ta có thể hiểu là cái tinh tấn mà ở cái thời điểm hiểu tư duy thì nó không cùng là một với loại tinh tấn sinh cùng với tứ chánh cần hay là chánh tinh tấn của bát chánh đạo. So now, no doubt, at moment of Sammapadana, Maka, there must be Samma Virya, Samma Vayamo, which is not now, when there is no understanding of that which is now appearing, and it's not direct awareness with right understanding. Virya which arises there cannot be the Samma Vayama. Và ở cái khoảnh khắc của chánh đạo thì phải có chánh tinh tấn. Tuy nhiên thì nó không lại không phải là hiện giờ bởi vì hiện giờ chưa có hiểu biết trực tiếp về thực tại và chỉ khi nào có hiểu biết về thực tại thì lúc đó mới có cái gọi là chánh tinh tấn của bát chánh đạo hay là tứ chánh cần. So now, in short, we understand what Sammavayami is. Và như vậy bây giờ ta đã hiểu tóm tắt là nói đến chánh tinh tấn đạo là gì rồi. And we don't talk about the other factors or the titles of the Eightfold Path. We just begin to talk about Virya with Sammamaka. Và chúng ta ở đây không nói đến những cái chi khác của chánh đạo mà chúng ta chỉ đang nói đến cái tinh tấn mà sinh cùng với chánh đạo. It is Virya which arises with Satipatthana and Panya. Nó sinh khởi cùng với chánh niệm của tứ niệm xứ và trí tuệ. There are eight factors of the Eightfold Path, but we just talk about Sammavayama only now. Có tất cả tám chi của bát chánh đạo, nhưng hiện giờ chúng ta chỉ nói về chánh tinh tấn mà thôi. Sammavayama is different from Viriya. Ordinary Virya, because Sammavayama of the Eightfold Path performs four functions. Nó khác với cái tinh tấn thông thường bởi vì tinh tấn của bát chánh đạo thì nó đảm nhận bốn chức năng. What is the first function? Sammapadana. Cái chức năng đầu tiên của tứ chánh cần này là gì? If we overcome akusala, vượt qua bất thiện ạ.
bất thiện chưa sinh hay là bất thiện đã sinh rồi không sinh khởi nữa đúng không? À, Có bất thiện, cạnh dạ này. dạ At the very bất thiện đã sinh. To avoid Kusala not yet arisen. Can you hear me? Yes. I don't know if Anh Huy, if Little Hằng is still speaking. Em có đang nói không? Tại vì chị thấy mic em tắt ạ. Không chị, em nói xong rồi chị. Achan, please. Sammavayama of the Eightfold Path is different from Sammavayama, which does not arise with the Eightfold Path. Chánh tinh tấn của bát chánh đạo thì nó khác với cái lại chánh tinh tấn mà không sinh khởi với bát chánh đạo, tức là ý như là vừa nãy đã nói là cái loại tinh tấn là thiện thôi ạ. When it arises with Panya at that level, it performs the four functions of Viriya, so Sammapadana. Nó sinh khởi với bát chánh đạo thì nó đạt bốn chức năng như là chúng ta đã biết. And what is the first function? I think she said avoid kusala that has arisen. And what about that which arises? Sometimes akusala is there, but when sati is there with sammavayama, it performs function of what? Avoiding, right? At that moment, akusala cannot arise at all. When it's there as sammavayama. Khi mà tinh tấn ở đó, tinh tấn của bát chánh đạo ở đó thì bất thiện không thể khởi sinh. Avoiding a kusala not yet arisen is the first function. Not yet, okay. The first function is avoiding a kusala not yet arisen. Okay. But it's the same effect because there cannot be any akusala arising at those moments. Cái đầu tiên là ngăn ngừa cho những cái bất thiện pháp chưa sinh khởi, không sinh khởi. Và về mặt bản chất thì nó cũng giống như là ngăn ngừa bất thiện pháp đã sinh khởi, không sinh khởi trở lại. Bởi vì ở cái khoảnh khắc có chánh tinh tấn đó thì nó sẽ không thể có sự bất thiện nào cả. And the second one, it also prevents akusala which will arise later. Yes, so the first two is avoid akusala that hasn't arisen or that has already arisen, not overcoming akusala that has arisen. Yes. Yeah. And earlier, Sarah said that only one function at a time, only one of the four at a time, in the path, the mundane path, right? Only at the moment of Margachita that the four functions are performed together. All dhammas are so very subtle. That's why we have to understand each word as the four function of Sammapadana, the first, the second, the third, and the fourth. What are they? Pháp đều rất là vi tế nên chúng ta cần phải hiểu rất là kỹ bốn cái chức năng đó như thế nào. Chức năng như là đầu tiên thì đã nói là ngừa thiện pháp, ngăn ngừa bất thiện pháp và chưa sinh khởi, sinh khởi. Thứ hai là ngăn ngừa là vượt qua cái thiện pháp mà đã khiến cho thiện pháp mà đã bất thiện pháp đã sinh khởi rồi không sinh khởi trở lại. At moment of akusala, if Priya
akusala viriya or samapadana doesn't arise, the akusala keeps on going, arising again and again. Right? Ở khoảnh khắc của chánh tịnh của chánh tinh tấn thì khi đó bất thiện pháp không sinh khởi, nếu như nó không sinh khởi, tức là chánh tinh tấn không sinh khởi khi đó thì bất thiện pháp sẽ tiếp tục sinh khởi, đi sinh khởi lại. So at that moment when akusala is there, and đó, cái này mà 20. Chị ơi, chị Phượng ơi, chị có thể tắt mic được không? Yes, Achan. So at that very moment of akusala, the first function of samavayama is avoid it to arise again or at the moment after. Vậy thì ở cái khoảnh khắc của chánh tinh tấn thì chức năng đầu tiên của nó là khiến cho bất thiện pháp đã sinh rồi thì không sinh khởi trở lại nữa. And when it is right effort arises with sati and panya at that very moment, it also prevents the other moments of akusala to arise in the future. Và khi chánh tinh tấn sinh khởi cùng với chánh niệm và trí tuệ thì nó cũng ngăn ngừa các cái bất thiện sinh khởi trong tương lai. That's why the condition for the arising of the akusala is less because of understanding with right awareness is there. Avoid and prevent akusala which will arise later in the future. Cái cơ hội để cho bất thiện sinh khởi trở lại trong tương lai ít hơn do sự sinh khởi của trí tuệ cùng chánh niệm. And that moment it is akusala which is there developed. Và ở thời điểm đó thì cũng là sự phát triển của thiết pháp. So it can be conditioned for akusala to arise more and more in the future. Vì vậy nó cũng sẽ là duyên để cho thiện pháp sinh khởi ở trong tương lai nhiều hơn, càng ngày càng nhiều hơn. Because viriya which arises with the eightfold path perform the function of not just avoiding the akusala which arise then and the future, and it also condition wholesomeness to arise because of understanding of the truth. Bởi vì chánh tinh tấn của bát chánh đạo thì nó không chỉ ngăn ngừa bất thiện phát sinh mà nó cũng làm duyên cho nuôi dưỡng thiện pháp nhiều hơn do sự hiểu biết. While viriya which arises with other level of kusala cannot perform that function at all. That's why it is samapadana. Trong khi đó thì tinh tấn mà sinh khởi với thiện pháp bình thường thì nó không hề có chức năng ấy. That's why viriya which arises with the moment of satipatthana is samapatthana, while the other moment is not. Chính vì vậy mà tinh tấn mà sinh cùng với bát chánh đạo thì nó cũng là tứ chánh cần. Mà trong khi đó thì những cái tinh tấn khác thì không phải là như vậy. And when we talk about moment of enlightenment, it means that all Bodhipakkhiya Dhamma are fully developed enough. Và khi nói đến cái khoảnh khắc của giác ngộ thì khi ấy có nghĩa là tất cả các cái phẩm trợ đạo đều đã phát triển viên mãn. When it's fully developed, it's moment of arising with the Lokuttara citta, experiencing Nibbana, not as the moment when it just begins to develop. Bởi vì khi nói là nó được phát triển viên mãn, đó là cái thời điểm mà
các cái chi đạo đó sinh khởi kinh nghiệm niết bàn, nó khác với cả khi mà nó mới bắt đầu phát triển. Like the Indriya and Satipatthana and Itipata and Phala. Như là những pháp như là ngũ căn, ngũ lực hay là tứ như ý túc, vân vân, tức là nó phát triển dần dần lên. The result of the developing Bodhipakkhaya Dhamma is moment of enlightenment or at seven are fully developed. Phát triển của ba phẩm trợ đạo thì nó sẽ đạt tới cái gọi là cái đỉnh điểm là sự giác ngộ, và khi đó có thể nói là 37 phẩm trợ đạo được trở nên viên mãn. And only to be at level of Sotapanna, the first stage of enlightenment. Và đạt tới cái mức độ đầu tiên, đó là đạt tới quả vị thánh dự lưu. And the Bodhipakkhaya Dhamma develop on and on to the higher stage, stage by stage. Và vẫn 37 phần trợ đạo ấy lại được tiếp tục vun bồi tới tiếp tục tới một những cái mức độ tương ứng về sau. And what about right now? The characteristics of that which experiences an object all the time while we are talking are not known yet. Và hiện giờ đặc tính của cái mà kinh nghiệm đối tượng suốt cả ngày vẫn chưa được biết. The ten Sattak Vinyana, Sota Vinyana, Kala Vinyana, Siuha Vinyana and so on. And Sampatipchana and Sandriya and Panchadavara Rochana do not have Virya arising with them. But can it be known? Các tâm ngũ song thức hay là các cái tâm, một số vài tâm khác, tâm quả khác như là tâm tiếp nhận hay là tâm ngũ môn hướng tâm thì không sinh khởi cùng với tinh tấn. Nhưng mà điều ấy có thể được nhận ra hay không? And when there is more understanding of no self, all dhammas are anatta. This is established in root so firmly enough to understand the truth one day when they can appear as they are, as they are, nama as nama and rupa as rupa. Even at that moment, can they really be known? Và khi mà những cái hiểu biết càng tăng trưởng lên tới những cái mức độ kinh nghiệm trực tiếp và tới những cái mức độ tuệ giác phân biệt danh sắc, không rõ là vậy. A Chan hỏi là vậy thì tinh tấn có thể được nhận biết không, là trong cái mối liên hệ với câu đó hay là như thế nào? Can all jitas, jetasikas, rupa be known? Can you say again, A Chan? Can jitas, all jitas, all jetasikas, and all rupas can be known? Liệu tất cả các tâm sở và các sắc có thể được biết hay không? All depends on conditions. Tất cả tùy thuộc vào duyên. No expectation, just learn about realities to have firm confidence of no one there at all. And this is developed firmly and firmly, little by little, even we begin to understand Viriya or Sammapatthana and so on. Not just be able to experience it right now, no expectation for any kind of reality can be object of understanding. When it's there as Vipassanayana, unexpectedly. Bởi vì tất cả đều tùy thuộc vào duyên, cho nên chúng ta đừng có mong đợi kinh nghiệm hay là hiểu biết một cái đối tượng nào một cách trực tiếp. Tất cả những cái đối tượng cái xuất hiện đối với hiểu biết thì đều nằm ngoài cái sự mong đợi hay là kỳ vọng của chúng ta.
cho nên là hãy cứ hiểu, hãy học về, hiểu về từng về các pháp khác nhau, nhưng đừng có mong đợi kinh nghiệm trực tiếp một thực tại nào cả. So right understanding is said to be known, learning to understand the truth of life little by little in order to condition moment of understanding the nature of what is there as it is as itself. Và hãy cứ học từng chút một về cái bản chất của các thực tại để làm duyên cho một cái khoảnh khắc có thể kinh nghiệm trực tiếp thực tại đó là vô ngã. But what is more important, not the word, but the characteristic of that which is now appearing. When it's known, it confirms what we have heard in Tipitaka. Và cái điều quan trọng thì không phải là ngôn từ mà là tính chất của thực tại. Và khi tính chất của thực tại đó được nhận biết thì nó sẽ hoàn toàn thống nhất với những gì mà chúng ta đã học ở trong tam tạng. Thank you, Ajahn. Thank you, Sarah. I think it's clearer. Just a little bit, Ajahn. So, for example, at the first time, when Panya directly understanding an object, at that level, at that time, we cannot say that that is the Viriya at that time. We cannot say that Sammapadana, Ajahn. Because Sammapadana, I think, it must a higher level of Satipatthana. That's right, Ajahn. For example, right now, when Sati is aware of an object, is it moment to try to know what it is, somewhat that kind of Samapadana, what function is there? Ví dụ chẳng hạn hiện giờ nếu như chánh niệm đang hay biết một đối tượng một cách trực tiếp thì đó phải là thời điểm để cố xem là thế cái lúc đó là cái loại tứ chánh cần nào, chức năng của nó đang chức năng nào đang được đảm nhiệm hay không. When thinking about different kinds of such and such, it's not the moment of studying and developing the understanding of the nature of the reality which is there as nama or rupa. Or that which experiences, or that which is experienced, which cannot experience anything. Khi mà ta đang nghĩ tới cái loại đó là cái loại nào thì đó không phải là cái khoảnh khắc tìm hiểu đặc tính của hay đặc tính của sắc xuất hiện khoảnh khắc hiện tại. For example, is there vitakka chetasika right now? Ví dụ như hiện giờ có tâm sở tầm không? As long as there's not understanding deeply, truly about the nature which experiences an object, it's impossible to let go the idea of self. Chừng nào mà vẫn chưa hiểu một cách sâu sắc về đặc tính của thực tại, kinh nghiệm, đối tượng thì sẽ không thể nào từ bỏ niệm về ngã. For example, at moment of anger, can anyone know that it's not I, or just I'm angry? Chẳng hạn như ở khoảnh khắc của sân thì có ai biết được là đó là chỉ sân không thôi, chỉ là sân không thôi, hay có ý niệm là tôi đang sân, tôi đang bực? That's why even that which experiences, we think about the name, not about the different characteristic, which experience an object in different manners, different ways, different functions, different characteristics. Vì vậy thì chúng ta vẫn có xu hướng nghĩ về một cái tên gọi thay cho nghĩ về cái đặc tính khác nhau của thực tại theo có những cái khía cạnh khác nhau, những cái biểu hiện khác nhau. And even the characteristic of anger cannot be known without sati. Và bản thân đặc tính của sân thì cũng không thể được biết nếu như không có chánh niệm. And it's so subtle to understand whether sati is there or not. Và để biết được liệu đang có chánh niệm hay thì cũng vô cùng vi tế. For example, right now, there must be a kind of feeling
But who knows that even that is that which experiences an object. Ví dụ như hiện giờ có thể có một cảm thọ nào đó, nhưng liệu có ai biết được rằng cảm thọ đó chính là một thực tại kinh nghiệm hay không? That's right, learn to understand that which is there experiencing an object with anger. Vì vậy nên chúng ta học để biết về thực tại đang hiện hữu kinh nghiệm một đối tượng và nó kinh nghiệm đối tượng cùng với sân. Before the truth of the characteristic as nama, the experiencing or that which cannot experience, it takes time for panya to begin to develop the understanding of what is there as is there to be known. And that moment, it's moment of sati, little by little. Và cần nhiều thời gian trước khi mà trí tuệ có thể kinh nghiệm được thực tại, tính chất của thực tại với đúng bản chất của nó và với đúng cái sự thật của nó. Và khi mà trí tuệ sinh gọi là kinh nghiệm bản chất của thực tại thì lúc đó chánh niệm cũng đang có mặt. If sati is not there, how can the thought about it as that is a reality? Nếu như không có chánh niệm thì làm sao có thể phát sinh suy nghĩ đây là một thực tại? And be acquainted to the characteristic which experiences little by little, no matter what. It's the moment of experiencing it that is a little understanding of it, not as before, which no thinking about it at all. Và trở nên quen thuộc hơn với đặc tính của các thực tại thì ta sẽ thấy rằng những cái khoảnh khắc mà nhận ra hay là nhận biết một đặc tính của một thực tại thì nó sẽ khác với khi mà chưa hề có một chút hiểu biết nào về những thực tại ấy. So when we learn just about the world, how can there be the understanding of the characteristic as not self? Thì chúng ta học những cái từ khác nhau để cuối cùng là để hiểu làm thế nào để biết nhận ra được đặc tính của một thực tại nào đó với tính chất vô ngã của nó. And when it's just a word, it is forgotten for sure. Nhưng khi chúng ta chỉ học ngôn từ thôi thì chắc chắn là nó sẽ bị quên. But the understanding of the characteristic of no self can develop. When there is the understanding of it's not the word, but it's a characteristic which is now appearing. Còn khi có cái hiểu rằng đây không phải chỉ là ngôn từ đó mà là đặc tính của một thực tại đang xuất hiện, thì cái sự hiểu biết về tính chất vô ngã của thực tại ấy có thể được phát triển. For example, seeing is not a word, but it's a reality. Sees. Ví dụ như là cái thấy, nó không phải là một từ, mà nó là một thực tại đang thấy. So it can be reminded as it's there to be known when there's more attending to it or being acquainted to the characteristic of the reality which experiences little by little, not just seeing, but anything. Và đó là một lời nhắc nhở để nhớ về các cái thực tại kinh nghiệm phải chỉ nói đến cái thấy mà có thể là bất cứ thực tại nào. Otherwise it would be just study the word but not understanding how to have right understanding of what is there as not a word but a reality. Nếu không thì ta vẫn chỉ là học ngôn từ mà thôi chứ không phải là học để hiểu được rằng cái đó không phải chỉ là ngôn từ mà là một thực tại với tính chất của nó và là vô ngã. So now what appears to eyes, ears, nose, tongue, body and mind can that be known not as viriya but as just a reality which experiences an object or that which cannot experience an object?
Và bây giờ cái xuất hiện với mắt, với tai, mũi, với lưỡi, với thân hay với ý thì có thể biết không phải chỉ là đây là tinh tấn mà hiểu là đây là thực tại kinh nghiệm hay là thực tại không kinh nghiệm gì cả. And this is a subtle point of studying the Dhamma. Và đây chính là cái điểm vi tế trong tìm hiểu giáo lý. Is there virya now? Hiện giờ có tinh tấn không? What kind of virya is there now? Đang có loại tinh tấn nào ở đây? Even it's there, it's not known. Because no not understanding the reality which experiences yet. Mặc dù nó có ở đó nhưng mà nó vẫn không được biết bởi vì ta vẫn chưa hiểu về thực tại kinh nghiệm. So the point of listening to what is there now is to understand that it's so true, which is hidden, so subtle. It has to be learned little by little to understand the nature of that which experiences an object right now. Anytime. Và những cái điều ấy là cái sự thật và ta có thể học để hiểu về cái tính chất của những pháp kinh nghiệm hay pháp không kinh nghiệm ở bất kỳ thời điểm nào. And the moment of understanding the subtlety of all dharmas are so very precious. Otherwise, we take it so simple as is just that which experience or that which cannot experience. Cái khoảnh khắc mà hiểu về thực tại thì nó vô cùng quý báu. Không có những cái khoảnh khắc ấy thì ta sẽ cho là việc hiểu những cái điều này rất là đơn giản, chỉ là tại kinh nghiệm và thực tại kinh nghiệm mà thôi. And the time is up now. Swadika. Thank you very much, Ajahn. Come on, everyone. Thank you for your reminder. Come back and thank you, Ajahn. Thank you.